Vâng, Thắng Hoàng xin chào các bác. Hôm nay tiếp tục clip mới thì Thắng Hoàng gửi cho tới các bác cái mẫu súp ở bên cửa hàng em mới về, dòng súp của B3 các bác nhé. Đấy, công ty B3 họ sản xuất với cái mã là Baze logo. Đấy, đây là dòng súp của công ty, chính hãng của công ty B3 luôn. Các bác nhìn thấy những cái thiết kế nó rất là quen thuộc, những cái lỗ hổng và những cái mặt lưới như này, đấy là độc quyền của B3 với 3G rồi. Đấy. Dòng súp này được sử dụng sơn sần cát rất là đẹp. Thì trong cái quá trình sử dụng rồi thì hàng bãi thì em cũng có phủ lại một lớp cho nó sạch sẽ, nó mới, nó bóng hơn, nó đẹp hơn. Súp này thì em có hai loại, một loại là 50, một loại là 40. Thì tất cả những cái súp này nó có một cái lỗ cắm cọc ở trên đây, các bác có thể là rất là tiện để mà dùng gia đình, cắm thêm một chân súp, cắm thêm một cái loa ở trên, hoặc là mình làm sự kiện cũng được vậy. Đấy, rất tốt. Đây là một dạng súp hầm, thì các bác có thể nhìn thấy cái độ chất, độ hầm hố của một chiếc loa bát súp của B3. Đây các bác nhìn thấy xương này, từ này nếu mà đo chuẩn ra là nó là 23, từ 23 côn 100 chứ không phải là từ 22 nữa các bác nhá. Đấy, độ cao, độ gù này, độ dày và độ rộng của từ và độ xương, cái xương của từ rất là của bát này rất là to. Đấy, tạo cho một cái độ chắc chắn để màng bát nó dao động ổn định. Đấy, rất đẹp cho mọi người nha. Đấy, nói về B3 thì nó có cái độ tin cậy khá là tuyệt đối rồi. Nhất là về chất lượng, thứ hai là về chất âm. Cái này nó dùng côn đen, dây đồng mỏng, cho nên là đánh tiếng rất là mềm. Đấy, rất là mềm và có chiều sâu. Đấy, súp nó dập nó rất có chiều sâu luôn các bác. Đấy, tem logo đây. Đấy, các bác nhìn thấy cái độ dày rất là chất luôn. Đấy, này các bác đi làm sự kiện thì đánh thì thôi rồi, nếu như những cái sự kiện vừa phải á, đánh rất là chất. Này, rất là êm luôn, bát rất có chiều sâu. Đây là bát 50 các bác nhá. Đấy, bát 50 này bên em đang bán là 7 triệu một cái. Đấy, 14 triệu một cặp. Ở đây là bát 40. Bát 40 thì các bác có thể nhìn thấy này, nó thiết kế nó gọn hơn, trông rất là đẹp, thiết kế gọn gàng, trông rất là đẹp. Đấy, cái này dùng gia đình thì nó hợp lý hơn cái 50. Còn 50 thì các bác có không gian rộng, phòng trà, phòng khách hay cái gì đấy thì các bác lắp vào thì nó phù hợp hơn, vì nó to, nó hơi cồng kềnh. Còn 40 này thì chiều cao, chiều sâu rất là đẹp, phải nói là thiết kế của B3 là nó rất là đẹp luôn. Đấy, về thùng vách thì nó thiết kế như nhau, chẳng qua là kích thước nó khác nhau thôi. Đây là chiếc bát 40. Đấy, các bác nhìn qua là các bác biết à, đây đúng chính xác B3 rồi, chả có lẫn đi đâu được. Đấy, chả lẫn đi đâu được, rất đẹp, bát rất sâu. Các cái này nó dính các cái bột bẩn, bột cưa, là do là cái này nó có lớp keo dưỡng gân nó dính này. Đấy, có keo dưỡng gân nó dính này, dính chút này thôi, đang rất là đẹp, rất là mới, rất là chất luôn. Đấy, loa của các bác nó không có chiều sâu của súp, ví dụ như loa full thì nó không có chiều sâu của súp, thì mình dùng thêm súp như này là mà của hãng B3 như thế này nữa là quá chất rồi. Đấy, nghe nó mềm, nó tơi, nó có chiều sâu của âm thanh. Con súp 40 thì bên em bán là 5 triệu các bác nhá. Đấy, 5 triệu. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng qua số 0969 800 985. Đấy, cái này nó lại đi dán giấy đằng sau. Công suất 600W này, độ nhảy là 136 dB này. Dài tần từ 35H đến 120H này. Đấy, LD18. Đấy, súp 50. Đó. Đấy, các bác có nhu cầu thì cần những cái cặp súp thì liên hệ ủng hộ cho Thắng Hoàng nhá.
Số điện thoại em đọc rồi. Thì khách kênh của em có ghi lên cái số điện thoại này, các bác có thể là gọi điện trực tiếp cho em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào mọi người.